Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thao tác chơi game HeroBook Battle trên điện thoại. Đầu tiên bạn vào link herobook.io, sau đó đăng nhập bằng ví MetaMask. Tại giao diện account, bạn download game về. Chọn intro để cài đặt game. Tại giao diện game bạn click vào hero để chọn nhân vật. Ở đây tôi chọn Fox. Đây là giao diện nhiệm vụ ngày sau khi hoàn thành bạn sẽ nhận được Electric. Click vào biểu tượng cài đặt ở góc phải trên cùng để điều chỉnh phần nhạc và âm thanh của game. Nếu muốn thoát khỏi game bạn chỉ cần click vào nút cài đặt và chọn Logout. Như vậy tôi đã hướng dẫn xong các bạn thao tác chơi game trên điện thoại. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.